Hello, chào mọi người. Hôm nay sẽ đến một cái tựa game mới. Có tên là Terraria. Cái con game này thì nói chung là nó rất là cũ rồi. Quá nhiều người chơi. Nhưng mà bây giờ mình mới có dịp chơi con này. Một con game được đánh giá rất là cao nhưng mà mình cũng chưa chơi bao giờ, mình chỉ xem một vài clip trên YouTube người ta chơi thôi chứ mình chưa chơi bao giờ. Hôm qua thì mình có vào mình kết thử với ông Hiệp một đoạn, ông Hiệp với cả mấy ông ấy một đoạn rồi, kết thử một tí rồi mình còn test thử ấy, chứ chưa chơi hẳn hoi thì mình cũng chưa biết nhiều lắm đâu. Hôm nay mình sẽ rủ mấy ông ấy vào chơi con này. Mình mua cái đợt sale khá rẻ, có 120.000 4 pack, nghĩa là có 30.000 một game. Nên là có mua cho mấy ông xem là mày vào chơi. Hiện tại thì có ông Hiệp với cả ông Mạnh, Đỗ Mạnh. Còn Đạo thì chắc mở quân chắc tí vào. Giờ mình sẽ hot. Đây thằng nhân vật mình tạo thôi, nó chưa có gì, chả có nhéo. Server cũ mình tạo thì mình xóa rồi. Server test mình xóa rồi, giờ mình sẽ tạo một cái server mới. Alo alo. Đang tạo rồi. À, tạo server mới nhá. Cái này là rộng này. Normal nhá. Normal vậy. Trên thế giới là mạnh và các Cooly. Đấy. Đang tạo server đây. Tạo làm sao vậy? Sao không giận dỗi giận hơn vu vơ, tiếng hiểu không bị sao ấy. Kệ, tí không vào. Tại vừa nãy hai ông đang ngồi chơi game một mình ấy. Một mình thì tôi đã bảo tôi vào tôi test game nhé, tôi có bảo tôi vào tôi chơi game đâu, có chơi đâu. Nãy nãy tôi còn kia không cho nghĩ vào hôm nó Giận đi cực. Giận rồi. Đang test game có chơi đéo đâu, đéo đá mẹ. Tặng 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 sô cô tặng sô cô la cho ông cái đứa hết 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 trận. Như Ryan là cái thế giới tạo luôn rồi đấy. Chưa còn mấy hơn nữa rồi lại gì lên sao. Ok đang cái gì đấy? Ủa, cái đéo sao lại cái đéo nữa đấy? À đâu đây mình ăn new à? Mình chơi xe cũ mà. Cuối cùng chơi xe cũ mới này. Mới 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 mới. Ăn cái gì đây? Mấy cái này cứ để bình thường đúng không nhỉ? Ok. Start. Password không để password nhé, có để password không? Bốn số 0 nhá, password là bốn số 0 ấy. Và ai nhắc tôi xong mà tôi hát xỉ. Đang starting server này, chuẩn bị vào đây. Ok vào game rồi đấy. Đây con nhân vật của tôi này. Quan luôn đây, không chơi được. À? Cái đồ mà hôm trước cái đồ đồ cũ tôi vẫn còn à, vãi đái ạ. Vẫn còn mấy cái đồ cũ. Ơ. Ô nhiều đồ lắm không ạ? Đồ cũ vẫn còn giữ ạ. Sang server mới đồ cũ vẫn giữ ạ. Thế ổn đấy. Ui có. Cái đồ cũ hôm qua anh chơi có một đoạn mà có tí đồ chẳng được cái gì. Đi ăn chặt cây mà xây nhà đấy. Cái quái là tôi lại ở đây nhỉ. Ông ở đâu? Tôi tặng. Rõ ràng tôi ở nhà mà. Sao nó lại bay ra đấy. Nhà nào? Ông bị ngáo đá. Ông bị ngáo đá mẹ này. Ông đây này, ông là Nam Cung Yến này đây này. Đây xem mới mà, xem mới là bị con nhà ông. Ngáo à? Mới à? Cái xe hôm qua test thôi, hôm qua tôi test tôi xóa rồi xong tôi xóa mẹ đi ở đâu nữa. Giờ tạo xe mới chơi cho thoải mái. Tôi nói thật là cái kiếm đâm còn không bằng cái rìu bổ à. Phế loay, thà cầm rìu hơn mẹ kiếm đi. Thế vào chưa? Đéo rồi, nhà chó sủa kinh nhá. Nhà bên cạnh. Sáng tát bốn chó rồi.
nghe ta bị chặt khó. Đấy, cầm kiếm tìm bổ nha cho nó đau. Kiếm mày phế roi. Vứt mẹ đi. Vứt cái gì? Kiếm. Để vứt rìu. Kiếm kiếm, hai vứt rìu là hơi vứt rìu. Không vừa nó rìu xong. Bây giờ phải thay cái nhà nào, ông nào đâu hết rồi, mấy ông đâu hết rồi. Kiếm đâu rồi? Chưa vào. Ơ đấy, trên dưới này có đồ à, dưới này có một cái hang nhỏ này. Đi chặt gỗ không nhá? Để luôn thử xuống cái hang này xem có vẹo gì không. À có một cái hòm ngon vậy. Chưa đi vào nó thấy có hòm rồi. Thơm. Thơm thịt, thơm thịt. Open à, có một cái quyển sách đéo gì này. Đẹp trai zone game à. Online form. À, đéo hiểu lắm. Ok mẹ nó có lấy. Có là có lấy thôi. Tội gì. Quá sao ông Hiệp nhìn buồn cười vậy. Chứ vừa nãy là ông nào đấy. Đập về đi à, lấy hòm mà về sau còn à, còn về nhà để. Đỡ về tao. Ủa, boss à? Boss đi. Khoe, cái con Joe. Ôi trời sắp tối rồi kìa ông kìa. Bãi đái à, chưa làm cái đéo trời sắp tối rồi. Joe con nào. Chưa nghe bao giờ. Joe con cất nào. Ôi thì khổ thân bổ chết mẹ con ấy rồi. Bổ chết con thỏ mất này, khổ vãi ạ. Ôi thằng chó, con chó này nó bổ, nó làm chết con thỏ rồi. Cắt nó. Hiệp rồi, sao chưa vào game à? Lâu thế. Thôi, đang đứng cạnh tôi đây. Tôi làm một đống tin rồi này. Để ông làm nhà đi. À, dưới đồng đất nha. Nhà dưới đồng đất cái đất gì? Xây nhà dưới đồng đất là PC không vào đâu. Xây nhà trên cạn thôi, xây nhà đàng hoàng là PC nó mới vào. Thêm một cái trên bên trên, xây cái bên dưới. Cả xây một cái hố gần nhà như hôm qua nữa. Cái này sau một hôm qua test thử thì cái gậy thịt này nó phế lòi. Thế là mình dùng cái này. Cái này thực sự phế lòi mắt luôn đấy. Đâm nếu đâm được. Có trời heo ai đào thế này. Ai nào đâu, đây là một hang nó có sẵn không ạ. Ra đây, xây nhà đây à, xây nhà đây đây. Chết mẹ két rồi, không nhảy được. Nhảy bên kia, nhảy lên. Nhảy được à. Cái background đằng sau kìa. Nhìn hai vãi. Đây đây đâu. Hiệp về rồi. Đờ xây nhà nào. Ở đây có cái hòm ở đây là gì? Hòm đi. Cái bị gì vậy? Đi đi thôi. Cái game đừng có ấy khác. Tôi có cái bàn nữa nè. Đặt ra, có bàn chưa? Đặt ra. Hello. Đặt đất hả? À? Chỗ nào? Ờ. Đi lại. Bắt cái bàn này cái ghế nữa. Đợi chả. Đấy, bắt cái bàn nó để chế đồ mà. Tôi cần thêm chế thêm một đống tường gỗ rồi. Không hiểu làm gì đây. Ông này tôi đang làm gì à? Đợi tôi đi. Nhanh cái nào trời sắp tối rồi này. AFK nãy giờ mà mình còn nói. Tôi đang có chút việc. Quay trở lại đây. Có cái búa để cho ông nào. Hôm qua ông Hiệp ném cho tôi 5 cái búa không biết để làm gì. Đéo hiểu cái gì này. Cái nhà trong này nó xây toàn bị kiểu này nhá, rất là bực mình. Giúp tôi đi. Này gỗ thôi. Em mẹ gỗ thôi. Gỗ tôi cũng đúng này. Gì đấy, ông nào ông thấy kiểu gì này? Ông thấy ai thấy?
Nó đi. Bữa mới đặt. Xong ông còn nói ai nữa. Hơi cồng kềnh, hơi cồng kềnh. Bên này không có cửa à? Bực mình rồi nhá. Mẹ cái game này nó làm cái cơ chế này rất là ngu. Để chế cửa. Bốn cái đi, để dùng dần. Không chế cái cửa bên kia. Không phải ra đây tôi bước cho thêm búa nữa. Búa nhiều không tí? Tôi đống búa. Ơ đặt bên trên làm gì? Hai tầng à? Ờ, phải thâu kiểu gì để phải lên tầng. Bên cao này vui này. Được đấy. Cái nhà trong game này nó tôi thấy bọn nó còn đi làm nhà cho cả NPC mà. Về sau còn nhiều người cần ăn nhiều ấy lắm. À, bây giờ đặt một cái bàn với một cái ghế ra, nghe bảo đặt một cái bàn với một cái ghế ra là để mời bọn NPC vào nhà. Cái giá này ạ. Chế bàn chế ghế. Để làm gì? Để cho mấy thằng NPC đi vào nó ở cùng ấy. Bọn NPC nó sẽ bán đồ cho mình hoặc còn hướng dẫn mua đồ cho mình. Thế nhá. Trên lầu kiểu gì? Trên lầu kiểu gì đó? Ông không nghe đâu. Ờ ô lên được. Thế tí tôi ra tôi xây cho. Ờ ghế đâu? Ghế. Cái đấy. Đây rồi. Tôi xây cái ghế cho. Đây rồi, tôi có rồi. Hơi bị lùng cùng thế giới hạn à. Ok. Đang bị giới hạn à. Đấy. À, đâu? Đấy. 4 món vậy. À, cái đuốc đâu rồi? Đuốc đâu hết rồi? Đuốc của tôi đâu? Đuốc đâu? Mình nhặt một đống đồ lung tung mình thấy biết làm gì. Quá chơi. Đuốc nè. Đây rồi, cắm vào nhà đi cho nó sáng nhà thôi. Ừ. Sao mở cửa cho tôi cái nhà nhà vào cơ. Đấy, cắm vào nhà cho sáng nhà. Ừ, cái phang của tôi. Đây, cắm nó đàng hoàng trông cho đẹp. Ông hiểu ông xây vừa thôi không ạ? Đây, xây nhà thì mình sẽ nhảy lên được. Đấy, nhà đấy, nhảy lên nè. Đấy. Ô, va đầu à? Đấy. Ông nhảy đúng vào cái chỗ đấy thì không bị va đầu. Từ từ nhập ơi. Ô, né ra tôi lên coi. Tôi đang xây này để lấy đường lên này. Đấy, lên. Easy ạ. Bờ rô vãi đái. Bây giờ đập cây đi để làm cửa. NPC đang ở trong nhà nè. Đấy, bây giờ mình làm các thứ rồi nó sẽ đi vào đầy đủ. Mình phải làm đầy đủ là một là cái gì ạ? Một là cái tường này, à phải đầy đủ tường này. Rồi bàn ghế. Mới là đuốc, nó sẽ nhảy vào nhà mình, à sẽ đi vào nhà mình, nó ở cùng mình. Nó thằng này nó ở cùng nó đánh cùng mình này rồi nó hướng dẫn chế độ, thằng này nó có tác dụng hướng dẫn chế độ tao. Xây bằng gì? Bằng đất à hay đá? Xây bằng gỗ. Xây bằng gỗ thôi, bây giờ mình xây bằng gỗ thôi, về sau nếu mà có nhiều đá mình xây thêm bằng đá, à mình xây bằng đá chứ bây giờ xây bằng gỗ thôi. Bằng đất. Đất làm gì? Kiệm. Kiệm gì? Gỗ dễ tìm hơn mà. Đất đảo phê hơn. Sao mà hình bé tí? What the fuck? Ngầu đá à? Đúng. Ủa làm sao để chế được cái đất tạo cái đất như ông này? Đi ở chỗ cái bàn này mới chế được. Thôi đang phá cửa nhà mình này. Ôi chết rồi, tôi ấn chậm nút rồi đi. Vô cứu. Đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó. Tôi đập mẹ cửa nhà mình đi ạ. Đéo hiểu. Ngáo đá mãi cất. Ngáo mẹ ấy luôn. Ngáo ha. Ấn nhầm. Nếu hiểu đứng cạnh nó đập cho nó phá mẹ luôn ạ. Đang nói cho em.
thấy vô nó chửi không chưa? Cái quyển sách này có tác dụng gì nhỉ? Để tôi đọc nào. À, đa tăng 3 tốc độ đánh. Ngon. À, đeo được vào đấy. Tôi đeo thật à? Ngon này. Đúng. Tôi làm được quyển sách đeo tăng được tăng 3 tốc độ đánh, ngon vãi. Tôi xiên tăng thêm 300 tốc độ đánh. À 3%, còn 300. Và tôi sẽ chế thêm đây, cái đấy là cái tường này, vuông quắc này. Vuông quắc. Tường gỗ. Cách chốt đơn giản là tường gỗ, đừng xây tường đất. Đang xây tường gỗ rồi, xây tường đất là nhìn nó trông nó xấu hết cả cái thằng người. Ôi, xây tường đất. Ở đây tôi đặt cái hòm ở đây nhá, tôi đặt cái hòm ở đây nhá. Ông nào ấy thì cần thì đồ không là dùng đến thì cất vào hòm nhá. Ông Nghiệp né ra, ông Nghiệp ơi. Ông ném cái gì vậy? Ném túi gì vậy? Quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Để đặt làm cái đéo này. Không kiếm đâu vô con đấm á, tao chả biết. Ừ, ném tôi bàn chi. Zombie đập cửa nhà mình ông bầm kìa. Ra đồ ông nào không, cái gì ông không dùng đến thì ông cất trong hòm nhá. Mấy cái đéo này chưa biết là nó có tác dụng gì, nó có để trong hòm. Đâu. Ông đổ mạnh mở cửa ra làm gì? Thịt nó luôn chứ. Mẹ phá cửa. Tơ nhện này. Ô cái này là thuốc teleport về nhà luôn này. Mà ông đang ở kia ông teleport phát nó về nhà ngay. Ghê phết nhỉ. Cái này để làm gì? Để màn hình này mình khó chơi quá. Sao không để màn hình này, không để màn hình này làm gì? Hả? Làm gì đây? Tự nhiên đi ấy em đi. Sợ hơi à? Sao? Chăm tay ở em đi. Tay thân để mà về sau con An để đi mà đi xuống hang đi cắm bức tường nếu hiểu không bị ngáo đá. Ok. Ra hồn rồi đấy, ra hồn nhà rồi đấy. À nhà đất. Tớ hiểu à. Chứ chứ không. Xây kiểu đấy bọn NPC nó cũng không ra vào đâu. Hả? Xây kiểu thế NPC nó cũng không vào đâu. Xây phải tí tường gỗ bọn nó vào ấy. Ừ thì tôi xây bên trên lầu 3 mà. Bên lầu 2 vẫn là gỗ mà. Tăng đất làm cái gì? Không có xấu ở nhà này, đang thấy tường đá đẹp. Tường đá không đẹp thì thôi. Ok. Đất đá. Tạm thời nhà á. Lấy đồ. Bây giờ mình sẽ xây một cái đe. À một cái lò. Bây giờ tìm xem cái lò xây kiểu gì. À đây, lò đây này. Tôi cái ông biết cái game này chế độ như nào chưa? Ừ. Nó cũng giống như trong Don't Starve ấy, ông hiểu không? Nó Don't Starve là ông phải chế mấy cái máy ấy, chế đồ ấy. Thì trong này ông phải chế cái bàn này là bàn chế đồ rồi này. Rồi ông muốn chế quặng thì ông phải chế cái lò. Đây tôi chế cái lò cho ông xem. Cái lò tôi có đủ đồ rồi. Đấy, ông chế được cái lò thì sẽ chế được quặng. Đây đâu có thể chế mấy quặng tin này. Tin 3 này. Quặng để chế vũ khí nó làm cái gì ngáo, nó hoài ngáo thế. Ô tôi có một đống quặng rồi này. Tôi đi đào đất đây. Đây rồi. Không làm đất cái chuồng. Thôi được rồi, tạm thời nhà được rồi. Tạm thời nhà được rồi. Đào dưới nhà nhá. Nhà bây giờ ừ đúng rồi, đào thẳng hướng đi. Ông đào thẳng hướng đi. Nhà. Ừ, đúng.
đừng cái gì, nào thẳng xuống thôi. Nà tạm thời nha, ổn thôi. Không có dây thừng không? Có, tôi có dây thừng. Tí ông có đào xuống hay tiến nối dây thừng xuống cho. Sao thì cái gì thừng ấy? Mất rồi. Đây, đợi tí. Không, dây thừng. Dây thừng nhặt ở trong mấy cái hòm ấy, cái dương ấy. Hả? Dây thừng nhặt ở trong cái đéo phi tiêu ạ. Sao nhặt được cái dương là sao? Nhặt ở các cái dương mấy cỡ như mấy cái lọ ấy đấy, cái lọ thứ ở trên đường ấy, nó rơi ra đấy. Ơ, dây thừng đâu? À đây thừng đây, một đống đây. Đầy đường ấy. Có vụ đấy rồi. Ơ không. Sao không biết à? Ở mấy cái dương ấy thì khoảng tôi đây thừng ấy. Ông đập mấy cái dương ấy nào. Ôi nó đi. Mất máu được rồi này. Có này. Rơi từ cái cao lên xuống mất máu hả? Ừ. Đấy đu vào dây. Đừng... Nhảy với bám vào dây ấy, đừng có mà nhảy không. Ông nằm ăn đút xuống đây đi. Sợ đu. Tôi cần đuốc. Đây. Không cái không chế nữa, tôi có 200 mấy cái rồi, ông chế nào cái gì? Cái đấy nhìn nhạt thôi, tôi chẳng biết chế nhau cả. Ừ. Cái gì nhỉ? Nói chung là bây giờ chưa cần ông cứ đi ông đào hang đi, ông có tìm được cái hang này rồi thì ông kiểu gì tí ông gì trong đó cũng đống đi thừng. Mẹ Quinn. Quinn. Bây giờ đào xuống dưới đi. Bây giờ ô tin này, tin. Tin o này. Nhặt đi. Tôi có hai cái dây thừng này. Cắm vào bên này đào xuống dưới chứ làm gì nữa, đào xuống dưới cắm đi thân vào để trèo lên. Tối từ bình tĩnh nha, để tôi tắt sáng nối dây thừng à, một không thắp sáng đi để tôi đào. Thắp sáng ở đây rồi thấy cắm lắm đuốc thế. Ở bên kia có một cái hang kìa, bên này có một cái hang này, sang bên này không ạ? Đào đào sang 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 bên đi, đào sang bên đi. Ok, sắp mình đến đi mình đào sang. Đừng đào vào nước. Cho một tôi đã bảo là tránh nước ra. Đào lên trên này, đào lên trên này. Lên trên này tí này. Mà cái đéo. Đây này, đào từ dưới này đào sang này. Xem bên đây nó có cái gì. Đào đi, cứ đứng đơ thế. Quốc đâu rút ra đào. Thôi á. Ừ. Không ống thì ai. Mất cuốc rồi. Cuốc ở đâu mà mất. Cuốc vào ai mà chả có. Đấy. Ôi. Nước. Đấy, nước có mỗi tí nước thôi. Biết thế không phải tránh á. Trời ơi, mấy ông đào khác gì nước ơi, tao ở đấy. Nước ít thì không sợ. Mấy cái hồ to mới sợ thôi. Đào cái đống này ra để đi xuống nào. Đất đường ít nhỉ. Ồ bên dưới kia. Đây nước như thế này này là nguy hiểm này. À đâu, này không nguy hiểm lắm, chỉ có con mắt kia nguy hiểm rồi. Giúp tôi ông ơi, đánh nộ tôi ông ơi. Eo. Lấy cái đuốc các bạn, cuốc à, cuốc vào mặt đó. Đấy, cuốc vào mặt đó, đấy. Cuốc đâu, ông xiên cái gì đấy. Ông thiệt, ông bốt máu còn hơn là không được máu nào. Ok, kéo rồi đấy, sao không nhặt được. Ui, dưới này cái đéo rồi mà sao kinh khủng này. À, tôi có một cái này, hình như là cái này là để thả. Thả xuống phát sáng hay sao nhỉ. Ồ đúng rồi. Ồ dưới kia có một cái hòm kìa. Ồ nhưng mà bây giờ lặn xuống đấy thì có chết. Ồ tí nữa thì rơi xuống. Ồ đừng rơi xuống là chết đấy. Hay bây giờ để tôi lặn xuống tôi lấy cái hòm nhá. À không tôi có thể làm đường đi xuống được. Đừng có đi xuống, đẩy yên tôi xuống. Đã bảo rồi. Rồi xong ông Hiệp chết rồi đấy. Càng nói thì càng không
không còn chịu nghe. Sao con của ông xuống được hay vậy? À đâu, tôi có một cái chỗ để thở đấy. Ông hiểu, ông tham à, nếu ông hiểu. Nhảy đây thở, nhảy đây thở, hiểu không? Nhảy đây thở, nhảy đây thở, nhanh lên. Nhanh lên. Biết ngay mà. Tham cái đéo. Nó bảo nhảy đây thở. Không ai, không ai chịu nghe. Ok, đéo rồi đấy, con gì đánh mình ấy. Con gì đánh tôi ở dưới này kìa. Sợ vãi. Đứng con đào 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 cái chỗ ông đứng đứng ra để tôi treo lên nào. Đào ra. Ôi mày quá, đây được rồi. Đúng là mình rồi. Hồi ông Hiệp nhảy xuống chết. Chết trong game mất tiền đấy, không phải là chết không mất cái gì đâu mà. Đừng mất chết nhà. Sao để cho dây thần. Ông ấn nút xuống. Ông đi ra đấy, ông ấn nút xuống là nó tự nó bám dây thừng nó đi xuống. Ô đi. Tao bựa. Gì đây? Mẹ mày, tao bựa mẹ mày. Trong cái hố ông nhặt được cái gì ở Hiệp? Nhiều. Có cái gì quan trọng không? Hít mẹ quên ấy dây thừng rồi. Sao lên giờ nhỉ? Nhảy lên, thả ấy ra. Ồ thế đéo có gì rồi. Thôi cứ gang này có vẻ không đéo còn gì đâu. Tôi đi lên đi. Ông tu. Ông tu gì đây á, trông ra đấy. Đấy, nhảy ra đấy, nhảy lên thế thôi. Không có đường thì tạo ra đường. Cứ bảo nhảy không nhảy được à, quái đái à. Ôi thích mẹ lại rơi xuống. Lên đây ra. Đây này bây giờ đào là hướng khác. Đào hướng bên kia. Đường từ gì đấy? Đào đào hướng bên kia hay đào tiếp xuống nhỉ? Tôi nghĩ có khi hay đào tiếp xuống thì cho đỡ đỡ mất công không ạ? Bây giờ đào tiếp xuống đi. Mấy ông nữa lại xuống à? Mấy ông mở rộng đường ra đi, mở rộng đường tí đi lên cho nó dễ. Đấy, hai, làm này. Mở này. Đứng mở rộng quá đi hết. Đi sao xuống. Cái gì đấy mèo này. Đấy, để đấy, như hết. Như này được rồi, đấy, như này đi xuống được rồi. Ok rồi, không phải làm gì nữa. Và đào từ đây, đào thẳng xuống. Một ít nữa, không sợ, đã bảo ít thì không sợ. Nó nhiều như kia thì mới sợ thôi, ít này không sợ. Tôi, ô, ở dưới là cái gì ấy? Ô, dưới là một cái hồ à? Lỗ à? Lỗ cái lỗ. Ôi dưới là một cái đéo gì ấy không ạ? Toàn là nước. Bên dưới toàn là nước thôi. Để nước này. Tôi thấy có vẻ không ổn lắm ở dưới đấy, không ổn lắm đâu không ạ? Đào sang ngang hay đào sang ngang đi. Cái mẹ kia đâu. Đào sang đây, đào sang đây, đào sang đây, đào sang bên này, đào sang bên này. Ông đào xong bên đấy làm gì ông kia? Ngao đá à? Tạo một cái đường, tạo một cái đường về. Đường về thì lúc tí nữa có đường về, không phải sợ. Đường về mình đặt block ra, mình nhảy lên là về thôi. Có việc gì phải tạo đường về, what the fuck? Bên đằng sau do. Đấy bên này cũng có hàng to lắm không ạ? Sao không nhìn gì? Ngắm mắt mù à? Đây cái hang to đúng bên kia đây còn không mở không nhìn gì quá. À đúng rồi. Đi đây đi, ông ơi. Ông ơi, ông đừng có phí thời gian vào mấy việc linh tinh không ạ? Đi đây hộ tôi cái. Trời ơi khổ thân. Ông muốn đường về đi. Ưng đâu không? Đấy. Đấy, đây đường về đấy. Đấy, đi về. Cắm cái lốt đi. Cắm. Đấy, cắm một cái giữa. Ôi, ôi, đợi, đợi, đợi. Ôi đi tí thoáng không, thoáng không. Giết nó cho tôi. Ôi, nhặt đời cái gì đấy? 11 cam này. Ố, ngon, cầm đi. Cầm ra, cầm kiếm đéo đi. Con gậy 11 đam mà đi cầm kiếm, ghẻ lậu kiếm gỗ mới vào cho ạ, nếu hiểu. À. Đâu, cầm vụt lên xem ạ. Đâu, gậy ông đâu? Cầm vụt thử xem ạ.
Đâu? 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 Cả tim đang hóng đợi ông ấy biểu diễn gậy mới mà. Đéo thấy gì? Đây, đây, đây. Đâu? À. Đâu? Ở gì? Đúng rồi.